ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả năng lượng tái tạo, năng lượng mới và năng lượng sạch. Đây là định hướng trong Nghị quyết số 55 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Chính trị ban hành vào năm 2020. Để triển khai thực hiện Nghị quyết 55, thì Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 140 vào năm 2020 với nhiều nội dung liên quan đến phát triển năng lượng xanh, năng lượng mới. Tuy nhiên, nghiên cứu và phát triển ra các nguồn năng lượng tái tạo là một chuyện, chuyển dịch như thế nào lại là một lộ trình nhiều khó khăn và thách thức. Đối với Việt Nam, cần có sự hỗ trợ cả về công nghệ và tài chính. Trụ điện gió trị giá hàng chục tỷ đồng tại Bình Thuận đã bốc cháy vào cuối tháng 7 vừa qua. Đây là trụ điện gió của một trong những dự án đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2009. Tính đến nay, chưa tới tuổi thọ trung bình là 20 đến 30 năm. Tuy nhiên, trong vòng vài thập kỷ hoạt động, chúng sẽ cần phải thay thế một số bộ phận như hộp số và cánh quạt. Thế nhưng những phần việc này hiện chưa phải là lợi thế của Việt Nam. Đối với những cái công nghệ thiết bị lõi mà đòi hỏi cái nguồn nhân lực cao, nguồn nhân lực có cái kinh nghiệm cũng như là kiến thức chuyên sâu thì nguồn nhân lực của Việt Nam thì vẫn còn hạn chế và phụ thuộc vào những cái nhà cung cấp thiết bị nước ngoài. Thị trường điện gió và cả điện mặt trời của Việt Nam đều phát triển nóng. Với điện gió, hiện chúng ta đã bước đầu làm tốt công nghệ xây lắp vận hành. Tên tuổi của các nhà thầu Việt Nam đã được khẳng định. Còn với năng lượng mặt trời, hiện chúng ta chỉ có gần 10 nhà máy sản xuất pin. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một tên tuổi là của Việt Nam. Thực sự là cái thời điểm hiện tại thì là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể thu hút được cái điều đấy, thu hút được việc các cái tập đoàn nước ngoài họ đặt nhà máy Việt Nam. Việt Nam cần phải hình thành một cái thị trường nguồn nhân lực có chất lượng cao thông qua rất nhiều giải pháp chung tay của chính phủ, bao gồm đào tạo những cái đào tạo nghề, đào tạo chuyên sâu hoặc là hợp tác chuyên gia công nghệ. Việt Nam cần một giải pháp bền vững để tiếp cận công nghệ mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo.